Thùy Tiên song ca tình tứ bên trai lạ, Quang Linh Vlog phớt lờ vì bận chăm sóc đàn con. Xuất hiện tại một sự kiện ra mắt sản phẩm, Thùy Tiên đã khiến khán giả vô cùng thích thú khi trổ tài song ca cùng anh Tú bài hát Ngôi Nhà Hoa Hồng. Không chỉ hát mà cả hai còn liên tục tương tác giao lưu với nhau bằng những hành động cực kỳ đáng yêu trên sân khấu. Mới đây, Thùy Tiên khiến không ít cư dân mạng bất ngờ khi khoe được giọng hát trong trẻo nhẹ nhàng như chính bộ trang phục mà nàng hậu đang diện trên người tại một sự kiện. Dù không phải là một ca sĩ nhưng giọng hát của Thùy Tiên vẫn được rất nhiều người đánh giá cao. Không chỉ thể hiện tốt khi hát đơn mà Thùy Tiên và anh Tú còn khiến ai nấy cũng đều bất ngờ khi bè cho nhau rất mượt mà và ăn ý khi cùng nhau hòa giọng. Bên cạnh Ngôi Nhà Hoa Hồng, cặp đôi còn thể hiện bài hát Thu Cuối vô cùng ấn tượng. Trước đó, Thùy Tiên cũng từng cover ca khúc này tại một buổi biểu diễn văn nghệ cách đây nhiều năm. Miss Grand International 2021 trong clip reaction cũng đặt ra câu hỏi cho chính bản thân, sao hồi xưa em hát được như vậy hay dữ vậy trời? Trời ơi sợ quá, lướt bao 3-4 lần là thấy các clip này riết không dám xem luôn đó. Thùy Tiên bộc bạch cùng các thành viên trong ekip. Dù nhận được rất nhiều lời khích lệ từ ekip nhưng cô vẫn cho rằng đó là một ký ức đáng sợ của mình trong quá khứ. Thùy Tiên là cái tên nổi bật trong làng giải trí hiện nay khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021. Sau đăng quang, sức hút của Thùy Tiên vẫn không hề giảm nhiệt mà ngược lại, tên tuổi của cô nàng vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Ngoài những hoạt động thiện nguyện gây được nhiều tiếng vang lớn mà Thùy Tiên còn liên tục góp mặt tại nhiều sự kiện giải trí trong thời gian qua. Gần đây nhất, Thùy Tiên cùng Quang Linh Vlog đã gây nức lòng người hâm mộ quê nhà bằng chuyến thiện nguyện đầy đáng nhớ tại đất nước Angola. Cả hai không chỉ trao tặng giếng nước sạch cho người dân nơi đây mà còn khiến dân mạng cực kỳ thích thú trước những khoảnh khắc tình bể bình. Từ đây cũng đã khiến dân mạng được fan đẩy thuyền vô cùng rình rang. Ở một diễn biến khác, trong khi nàng hậu say mê song ca cùng trai lạ, thì Quang Linh Vlog cũng có hành động gây chú ý. Cụ thể mới đây, đoạn video ngắn ghi lại cảnh Quang Linh chăm sóc cho các em nhỏ, dù chỉ đăng tải thời gian ngắn, nhưng nhanh chóng thu về lượt xem khủng. Nam YouTuber dù không có quan hệ ruột thịt nhưng lại chăm sóc các em cực kỳ chu đáo, từ những hành động nhỏ nhất. Anh yêu thương chăm sóc các bé từ miếng ăn đến giấc ngủ, có những em vừa sinh ra đã được Quang Linh bế ẩm chăm sóc. Chưa kể anh còn dạy dỗ các bé những điều lẽ phải hay kiến thức cần thiết để phát triển tốt hơn. Chàng trai này còn tìm mọi cách động viên hay vui sướng lúc nhìn các em tới trường. Tấm lòng của anh thật sự khiến người khác phải cảm động. Dân tình thậm chí còn cho rằng Quang Linh dù chưa lập gia đình nhưng đã có cả đàn con. Sau này chàng trai trẻ nhất định sẽ là một ông bố tốt. Được biết, Quang Linh sang châu Phi đã được một thời gian dài. Nhờ sự cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ, anh đã gây dựng được sự nghiệp tại nơi nắng gió này. Thời điểm đầu, anh liên tục tặng lương thực cho bà con để mọi người no bữa. Theo thời gian, ngoài cho tặng, Quang Linh còn dạy cho bà con cách trồng trọt, chăn nuôi, làm sao để có lương thực không bị đói. Nhờ vậy, hiện tại, đất Angola đã có bóng dáng xanh mướt của ngô, khoai hay chuối Việt Nam. Mới đây, Quang Linh còn hỗ trợ các anh em trong nhóm giúp mọi người mua xe máy để thuận tiện cho cuộc sống hàng ngày. Chàng trai xứ Nghệ có hỏi mọi người lý do cần mua xe máy vì mọi người đều làm việc trong trang trại cả ngày, xe máy có lẽ không quá cần thiết. Trước câu hỏi của Quang Linh, anh em đều bày tỏ muốn có một chiếc xe máy để có thể đưa đón vợ con mỗi buổi lên rẫy và về vì hàng ngày vợ phải đi bộ rất xa, đến tối muộn mới về nhà. Trước ý kiến và nguyện vọng của anh em, cảm thấy họ đều có lý do chính đáng nên Quang Linh đã quyết định đồng ý với đề xuất này. Bên cạnh đó, anh cũng cho rằng đây là một phần tiền của họ nên để cho họ quyết định. Thế nhưng lo sợ, mọi người vì có xe máy sẽ nảy sinh sự lười biếng, lấy xe đi chơi nên Quang Linh cũng nhắc mọi người về nguyên tắc làm việc. Anh cho biết, tôi có thể giúp bạn mua xe máy nhưng với một điều kiện là khi mua xe máy xong, bạn phải làm việc như ngày bình thường chứ không bỏ bê công việc. Trong những ngày làm việc ở đây, tôi mà thấy các bạn lấy xe máy chạy đi chơi lung tung là tôi sẽ đuổi bạn ra khỏi nhóm và không giúp gì nữa. Bản thân Quang Linh cũng nhận mình là một người khó tính trong công việc. Với anh, làm ra làm, chơi ra chơi.